thì không đẹp mà đất đẹp thì không rẻ. Hiện tại thì em Hoài đang đứng tại dự án Nhân Hội New City, một dự án biển tiềm năng của thành phố Quy Nhơn. Với giá chỉ 19 đến 20 triệu một mét vuông thì anh chị đã có thể sở hữu được một nền đất với tiêu chí rẻ, đẹp và sổ đỏ lâu dài. Với tiêu chí người thật nhà thật thì hôm nay em Hoài sẽ giới thiệu cho anh chị những sản phẩm của phân khu 2 và phân khu 4 để quý anh chị có thể đầu tư.